long cổ, hồi long quá kỹ quá già. Tuổi của nó thì được các bác nó hỏi rồi, chưa được hoàn thiện này thì không biết bao nhiêu là thời gian, có khi là mấy đời, nhiều đời, rất nhiều đời. Lán này nó ôm hết cả tử đôi, đôi rất đẹp. Đây, đây thứ hai này, đôi long cổ. Rất đều, rất cân xứng nhau nhé. Cổ này hơi cao hơn một tí, cổ bên này là cao hơn. Long cổ này không thể bàn được. Nhất là về tuổi, thứ hai là về độ hoàn thiện. Nam Điền. Con này đẹp quá nhỉ. Cùn rồi đúng khung đất à? Đúng cùn rồi đúng đất à? Bước nó hỏng. Bước xong rồi. Bước xong rồi chửi luôn. Làm luôn. Cùn rồi. Đúng đất rồi. Đấy, chơi chuyên nghiệp là như thế các bạn. Có đồ, nhất là mình biết đục hay có đồ. Đây, ông này chắc làm nhiều. Dễ một. Rất nhiều cây đẹp, đặc biệt là xanh các bạn. À đây có thể hội. Làm đấy quá, làm nó mỏng quá. Tôi không thích cái kiểu của nó mất tự nhiên này. Con này hay nhỉ. Ừ.
đôi lòng cổ. Đây là đôi lòng cổ đằng xa nhá, đứng xa mình quay được. Vẫn đang đi đúng. Ôi chú ơi, nay có mấy cây mới đẹp quá, đôi thông này kinh điển đấy nhỉ. Kinh điển đấy, đôi thông này. Ông nào lấy thì phải lấy một đôi, đừng có lấy một cây một. Lụa đấy, loại lá lụa đấy, nhưng mấy lá kia đâu. À. Đấy nhìn lá nó bé tí thì nhỉ. Thì là ba loại. Đồ loại đấy, đây là loại này là loại lụa nhất này này. Lá nó bé đi kìa chi. Đúng không? Lá bé nó dày hơn. Dày hơn đi. Dày dít. Cái này bây giờ gọi là thông được rồi. Nói chung là cây đẹp. Đây. Cây sâm như thế này kinh kìa. To nhất từ cây này chắc mấy chục năm rồi. Hướng quá không vào được. Cây nó đi triển lãm mãi vậy đấy. Đôi này bao nhiêu chú? Đôi này bao nhiêu ấy? Vâng. Một đôi luôn. Đấy, quá không rút vào được. Toàn nay toàn đôi toàn cặp nhỉ. Đôi sam núi này nữa. Đôi sam núi ấy. Mình phải đi trực tiếp đi à. Mình về về chứ còn à. Mua lại ngoài nó rất lắm rồi. Ôi, này toàn đang đẹp nhỉ. Sao xe mang ra này? Mình ra trực tiếp tận trong làm. Cây đẹp là phải đánh vào trực tiếp. Xe ra ngoài này. Trong nó nhiều người đi, nhiều như anh em mình, ba anh em mình đi mặc xe đấy. Tí nữa phải 10 triệu ngàn mới 3 triệu rưỡi như vậy. Tí nữa phải quay lại đây cho nó tập trung hơn, đi một vòng đã. Đi một vòng tí nữa quay lại mấy cái đồi đẹp quá. Chưa bao giờ thấy ông ấy có cái cây đẹp. Sớm là các bác chủ cứ đi ăn sáng đâu hết rồi. Bác nào thích chơi mẫu đơn thì biết chơi thì nhìn thấy nhé. Quá già, rất có giá trị. Mẫu đơn mà này. Có cả cây tử này thì mới nó mới ý nghĩa quá. Theo tôi là như thế. Này có quá nhiều cây đẹp.
là cái gì? À, cũng bị sộp. Nhưng mà trông cái chỗ của ông lá nó bé quá. Chợ tiếp dài kia. Vui vì là rất nhiều bạn trẻ đi ra đây các bạn, thậm chí còn rất trẻ, chỉ mười mấy 20 thôi, rất trẻ, 50 cây. Không biết có mua không mà đấy là một cái tôi cho là rất là hay. Quay hết thì có mà hết ngày các bạn. Quay lướt thì mà muốn hết thì hết ngày.